cho nó sexy cái coi. Trò chơi đầu tiên dành cho 6 đội. Tất cả các anh chị làm như thế nào để không còn một ai thành viên ra ngồi trên kia? Là đoàn đội, đội nào bắt được hết tất cả anh chị xuống đội đó thắng. Được chưa? Nhanh lên. Rồi bây giờ muốn nhẹ nhàng là muốn bạo lực nè. Rồi có vẻ như là mấy chị muốn mấy anh lên bế á. Rồi em nhờ mấy anh lên bế mấy chị xuống luôn à. Đổi bên này. Dạ rồi em mời tất cả các thành viên mình xuống luôn anh chị ơi. Đầu tiên thì em muốn mình sẽ cùng đồng thanh. Đó, hôm nay là mình là ERA đúng không? Mình có chuyến team building đầu tiên của năm 2022. Thì em muốn là anh chị sẽ cùng đồng thanh mình có một tiếng nói chung. Đó là one team. One team. Rồi, rất tuyệt vời ạ, vỗ tay. Rồi, giao lưu, ôm nhau, bắt tay nhau, đồng đội. Dạ, bây giờ là đồng đội nha, chút nữa mình sẽ đấu với nhau. Đó. Được chưa, quay nhau chưa. Rồi, anh chị nào mang kính xịn thì cũng cỡ ra cho em đi, đảm bảo chơi gãy kính. Được chưa? Rồi, hoạt động đầu tiên của mình sẽ là hoạt động kết đội. Đó, và trò chơi này là hoạt động mà nhỏ nhẹ thôi, đơn giản. Cần trả lời là kết máy, được chưa? Và làm theo lệnh của anh trò. Đó. Rồi, em xin nhờ các cô gái mặc áo dừa sẽ đi bắt những thành viên nào không đúng theo hiệu lệnh của anh trò. Sẽ đưa lên đây, sẽ có hình phạt rất là thích đáng cho anh chị. Anh chị thấy nước nhiều không? Men mong bao la, đảm bảo anh chị ướt luôn nếu mà chị chơi không đàng hoàng nha. Được chưa? Rồi, thử nha. Đoàn kết. Ba người một đội. Rồi, cái đội nào 4 người á, áo dừa bắt giúp em. Rồi, ba người một đội, ai bố đội đẩy ra giúp em. Rồi, ai không có đội, bắt áo dừa bắt lên đây giúp em. Mình xử cảm luôn. Rồi chưa? Rồi anh chị. Rồi, tất cả anh chị cho một tràng pháo tay. Dạ, mình nháp nè, nháp vô, vẫn có những thành viên không có đội chuyện lại lo qua đâu. Rồi, một cháu tay thật lớn cho hai thành viên không có đội. Dạ rồi, chị đeo kính vậy ai dám bắt chị sợ gãy kính. Rồi, lại nha, bây giờ em cho hai chị cơ hội nè, làm lại nè. Đoàn kết. 5 người một đội. 5 người. Ai không có đội thích này giùm em. 5 người nha, mới có nhiều đội 6 người đó. Rồi, danh dục làm gì? Dễ quá đúng không? Bây giờ, em sẽ gắt hơn nha. Rồi, đảm bảo các anh chị làm sao làm, đáp ứng được cái yêu cầu này cho em. Được chưa? Team áo dừa đợt này gắt hơn nha. Team áo dừa hơi fail được rồi. Rồi, đoàn kết. 15 người 2 chung. Em không biết 15 người 2 chung. Coi nè, bây giờ em xuống dưới em coi luôn nha. Gì đây, mấy chân, quá trời chân nha. 15 người, 2 chân thôi. Ủa rồi, team ai? Rồi nha, co hết lên. Cao lên. Ghê. 1, 2, 3. Đúng rồi anh. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, trò chơi này là trò chơi tính điểm, cho nên chắc chắn mình mỗi phần thể hiện của anh chị.
Rồi, mỗi phần thể hiện của anh chị đều có ghi điểm. Và hồi nãy giờ á, anh chị nào bắt giờ mình có đội nè, mỗi đội đều sẽ có điểm. Phần thưởng của ban tổ chức vô cùng giá trị, em nói thiệt, vô cùng giá trị. Dạ, giá trị bao nhiêu tối anh chị biết. Được chưa? Rồi, em đếm 3, 2, 1, đội nào xí được cái chỗ này, đội đó giới thiệu trước, tính điểm, được chưa? Chưa nha. 3 thôi, 3. 2, 1. Rồi, bây giờ thì đội mình sẽ xếp một hàng ngang với em ha. Xếp một hàng ngang với em. Rồi, mình sẽ có một phần thử thách. Và thử thách của mình như sau. Rồi, thử thách của mình rất là đơn giản. Tất cả thành viên của đội mình sẽ nhảy theo một đoạn nhạc ban tổ chức cho, bất kỳ. Vậy rồi, cảm ơn các anh chị ạ. Cảm ơn phần thể hiện rất là ôi dè của anh chị. Nhạc chưa? Rồi, khoan, hai ngàn đi. Rồi, mọi người quỳ gối xuống. Nhạc trước quỳ gối xuống nè, nữ quỳ gối xuống. Cho nó sexy cái coi. Chơi này thì mình sẽ chơi theo dạng đối tâm. Em sẽ làm tâm. Tất cả các đội mình sẽ xếp hàng dọc và đối tâm vào em ạ. Được chưa, anh chị hiểu đối tâm đúng không? Ủa cái đùi nó đâu? Cái đùi mất rồi, cái đùi của cái đội kia mất rồi. Ba chim như phải dữ vậy? À thôi. Lùi hồi ra biển luôn. Chết rồi. Chuẩn bị tới hồi kế này. Vô nè. Chuẩn bị ra biển luôn nè. Chào lại đi, nãy giờ chưa bấm nút. Bấm lại nè, 2, 3 cả nhà. Bướm xanh đã tới đây, chơi tới bến. Mình đi giải ba rồi đấy. Sẵn sàng nha, mấy thành viên thôi, kéo cho cửa ngồi. 3, 2, 1, ¡Gracias!
Quy luật của mình là như thế nào? Thứ nhất, bóng chuyền thì mình sẽ chuyền bóng từ đội này qua đội kia. Như thế nào đó để bóng không ra khỏi sân. Rồi, và thành viên không ra khỏi sân. Thành tích của mình được ghi nhận khi bóng của đội mình chạm sân của đội đối thủ. Rồi, nếu ra ngoài thì không được tính điểm. Được chưa? Bye, một. Rồi. Vâng, chúc mừng. Đội thua sẽ nhận bóng. Bạn quán trò là cha là mẹ. Dạ. Mời. Mời sẽ có hai lượt. Ba. Hai. Một. Bắt đầu. Xin cảm ơn đội xanh và đội hồng và cái đội nghỉ ngơi ở phía sau. Wow, wow. Chuyên nghiệp. Ghê chưa? Xuất sắc anh chị ơi, hai chồng này chơi chuyên nghiệp quá. Chúng ta chỉ có hai lượt đấu và đội bạn đã xuất sắc giành hoàn thắng trong lượt này. Rồi, xin cảm ơn đội bạn. Phải không? Ai à? Quá kinh nghiệm. Quá. Giỡn. Vẫn còn. Cố lên anh chị. Cố lên, thành viên, ra. Đầu tiên của Hàng sẽ đứng đây giúp em. Thiệt á chứ. Đúng rồi, lấy. Rồi, anh Hải đứng đây giúp em. Rồi, mình sẽ đứng từ vị trí của anh Hải chạy ngang qua vị trí bên này giúp em. Rồi, cho em một người đứng đây ạ. Chị Trang đứng đây giúp em luôn đi, chị Chelsea giúp em. Rồi, mình sẽ đứng ngang một hàng ngang từ anh Hải cho tới chị Chelsea ạ. Rồi, mình có thể hai hàng, hàng phía sau đứng, hàng phía trước ngồi giúp em. Rồi, em xin mời tất cả các thành viên, các anh chị không chơi tham gia Timurin thì mình có thể xuống dưới để chụp hình chung với lại công ty đường này. Rồi, mời tất cả thành viên nha. Rồi, hàng phía trước anh chị sẽ ngồi, hàng phía sau anh chị sẽ đứng giúp em. Tất cả các thành viên không thiếu một ai trong gần 200 người trong đợt Era Team Building 2022. Chúng ta sẽ có một bức ảnh đầy đủ và kỷ niệm. Huy. Gom vô mọi người ơi, gom vô, không hết đâu. Dạ rồi, hàng phía trước mình ngồi, hàng phía sau mình đứng. Từ vị trí của chị Chelsea trở qua vị trí của anh Hải, mình có thể tự sắp xếp để đứng vòng cung cho đẹp.
Xếp cho mọi người, xếp cho mọi người ơi. À, xin mời team Brandon mình còn xuống đây luôn anh chị ơi. Anh ơi, anh. Chị Hà ơi, chị Hà ơi. Anh ơi. Rồi em xin mời tất cả thành viên ngoài biển à, xin mời anh Sơn à, anh Sơn lên chơi bóng đá, mời vô trong chụp hình nhanh anh ơi. Rồi team Dừa. Vậy rồi em thấy ba chị đang xây lâu đài cát ngoài kia, mình có thể tiến vô bên trong.